Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh hài Hoài Linh chính thức lên tiếng về ồn ào chưa chuyển tiền từ thiện, gây xôn xao dư luận. Vài ngày gần đây, câu chuyện số tiền từ thiện hơn cả chục tỷ đồng của Hoài Linh bỗng dưng xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Theo đó, mọi người xôn xao vì đợi mãi chẳng thấy chuyện hay có động thái cụ thể nào về kế hoạch thực hiện. Đến nay, nam danh hài đã chính thức lên tiếng, làm rõ sự việc. Khán giả gần đây bàn tán về việc phải chăng anh đã chuyển 14 tỷ đồng từ đầu tháng 12. Một bộ phận khán giả khác lại khẳng định theo nguyên tắc từ phía ngân hàng không được chuyển một lúc nhiều hơn 2 tỷ đồng. Khi cảm thấy sự việc đi quá xa và ảnh hưởng đến uy tín, sự tin tưởng của khán giả cả nước, từ phía nam danh hài đã chính thức lên tiếng. Trao đổi với báo Người Lao Động, Hoài Linh cho hay không phải 13 tỷ đồng mà có hơn 14,67 tỷ đồng, vẫn nằm trong tài khoản từ thiện cho nam nghệ sĩ lập ra. Việc đến hôm nay vẫn chưa giải quyết con số này vì lịch trình bị ảnh hưởng từ dịch bệnh, sau lần giờ và dự kiến tiếp theo sẽ đi vào tháng 5 này nhưng vẫn không thể thực hiện vì Covid-19 tiếp tục xuất hiện. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng, mà chính xác hơn là 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, chính chủ lên tiếng. Phát ngôn này một lần nữa khẳng định thông tin 14 tỷ đồng gửi từ tháng 12 đang xuất hiện vài ngày qua trên mạng xã hội là giả mạo. Anh vẫn là người giữ nguyên số tiền mà người dân khắp nơi quyên góp cho đồng bào miền Trung. Với một nghệ sĩ uy tín nhiều năm nay như nam danh hài, chắc chắn khi sử dụng đồng tiền chung của bà con thì sẽ có lời thông báo và kế hoạch cụ thể. Đây là một trong số ít những lần khán giả thấy anh Bốn có động thái cụ thể giữa những ý kiến không hay về mình trên mạng xã hội. Hiện nam danh hài đang giữ một số tiền lớn của người dân nên cần có trách nhiệm thông báo cụ thể. Không chỉ có Hoài Linh mà nhiều nghệ sĩ khác bỏ công sức ra đi làm từ thiện vẫn gặp những ý kiến trái chiều. Chính sự tiêu cực đó đã khiến mọi người e ngại hơn trong việc tạo ra các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.